Truyền thông Indonesia hỏi Việt Nam có phải là quốc gia hạnh phúc? Và đây là câu trả lời của netizen nước này. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, những năm trở lại đây, Việt Nam được bạn bè quốc tế quan tâm và biết đến nhiều hơn bởi sự thân thiện, chất phát của người dân. Đi đến đâu mọi người cũng bắt gặp những nụ cười thân thiện từ những người xa lạ. Vậy thì Việt Nam có phải là một quốc gia hạnh phúc không? Các bạn ạ, hạnh phúc là một khái niệm khó định nghĩa bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như mức độ hài lòng, tuổi thọ, sức khỏe, giáo dục, sự tự do, môi trường, văn hóa và cả những giá trị tinh thần. Mỗi người có thể có cách nhìn và cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Mới đây, một kênh truyền thông Indonesia đã đăng tải một video với câu hỏi tương tự và nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng trong nước. Trong video, kênh này đã nói như sau: Việt Nam vốn là thuộc địa cũ của Trung Quốc từ năm 110 trước Công nguyên đến 938 sau Công nguyên. Năm 939 sau Công nguyên được tuyên bố độc lập về mặt chính trị. Thời kỳ này được coi là thời kỳ phát triển bản sắc của nhà nước Việt Nam. Vào thế kỷ 19, đất nước này được kiểm soát và là thuộc địa của Pháp. Và trong chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam cũng bị Nhật kiểm soát. Việt Nam được tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Sau khi tuyên bố độc lập, hóa ra Việt Nam chưa thể ra khỏi vùng chiến sự, nó bị chia cắt thành Bắc và Nam. Việt Nam gây ra nội chiến trong nước. Điều này được gây ra bởi sự khác biệt trong quan điểm chính trị, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo Bắc Việt, muốn biến Việt Nam thành nước cộng sản, trong khi người điều hành cai trị miền Nam Việt Nam muốn xây dựng Việt Nam thành một nước tự do kiểu phương Tây và được hậu thuẫn bởi Hoa Kỳ. Chính vì có sự can thiệp từ phía sau của Mỹ nên chúng đã đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam rất quyết liệt và gây ra vô vàn những sự hy sinh cho người dân vô tội. Chính quyền miền Nam Việt Nam đã nhận được nhiều sự chỉ trích từ chính người dân nước mình và cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, Mỹ cuối cùng đã ngừng can dự vào chiến tranh Việt Nam. Năm 1973, với chiến thắng của Bắc Việt, và đến năm 1975 thì đất nước này thống nhất. Vì thế Việt Nam hiện là một trong năm nước vẫn theo chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Sau khi tuyên bố Việt Nam độc lập, có vị chủ tịch đầu tiên mang tên Hồ Chí Minh, chủ tịch nước được biết đến với cái tên Bác Hồ, là một nhân vật rất có ảnh hưởng và được rất nhiều người cả trong và ngoài nước kính trọng. Ông là người được tạc tượng nhiều nhất thế giới. Sau khi giành độc lập, Việt Nam bằng sự đổi mới và tiếp cận đã nhanh chóng vươn lên thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới như ngày hôm nay. Văn hóa Việt Nam không nhất thiết phải xuất phát thuần túy từ nước mình, nhưng chịu ảnh hưởng của văn hóa nhiều nước khác, đặc biệt là Trung Quốc và Pháp, tạo nên một nền ẩm thực vô cùng độc đáo, có thể nói là có một không hai. Người Việt Nam rất đoàn kết và thân thiện, bởi vậy nên đi tới bất cứ đâu, từ thành phố đến vùng quê nghèo, thì bạn vẫn luôn bắt gặp những nụ cười vui vẻ của họ. Đó cũng là lý do họ luôn được đánh giá là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Vâng, đó là những điều mà kênh này đã nói về Việt Nam. Sau khi xem xong thì netizen Indonesia đã có những phản ứng hết sức bất ngờ. Chúng ta cùng xem họ đã nói những gì nhé. Việt Nam là một đất nước có sự tôn trọng lẫn nhau đối với các chủng tộc khác và các quốc gia khác rất cao. Cư dân mạng của họ rất trưởng thành, yêu Việt Nam từ Indonesia. Ngoài chiến tranh với Pháp và Mỹ, Việt Nam còn có hai cuộc chiến tranh là chiến tranh với chế độ Pol Pot Campuchia và chiến tranh với Trung Quốc đến năm 1980. Sau các cuộc chiến tranh đó, Việt Nam bị cấm vận đến năm 2000 mới được phép tự do buôn bán. Vậy mà họ là nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới đấy. Tôi thực sự không còn lời nào để nói về sự phi thường của họ. Tôi thực sự dành sự tôn trọng cho đất nước này. Nếu không có chiến tranh, không liên tục bị đế quốc đàn áp, thì có lẽ giờ đây họ sẽ là nền kinh tế số 1 ở châu Á rồi. Sự ngoan cường và không đầu hàng của họ là thứ mà Indonesia sẽ chẳng bao giờ có được bởi sự nhút nhát và công quyền của chính quyền. Việt Nam là một đất nước rất màu mỡ, thời tiết mát mẻ hơn Indonesia và người dân ngoan cường, dẻo dai, kiên cường và cần cù. Chẳng trách nó tiến triển nhanh đến thế dù thường xuyên bị chiến tranh tàn phá. Việt Nam có thể đánh bại Mỹ chính là nhờ chiến lược của Indonesia thời Sukarno. Họ đã biết học tập và phát huy nó rất tốt. Họ nên cảm ơn chúng ta vì điều đó. Điều độc đáo là tất cả những điều xấu tồn tại ở Việt Nam chắc chắn cũng tồn tại ở Indonesia. Mặt khác, những điều tốt đẹp có ở Việt Nam chưa chắc đã có ở Indonesia. Chúng ta phải học hỏi họ rất nhiều. Một đất nước có hệ thống theo Trung Quốc và họ sẽ là vua kinh tế trong tương lai. Hãy chờ mà xem, chỉ 20 năm nữa, Indonesia sẽ chẳng còn gì để so sánh với họ ở Đông Nam Á nữa. Một đất nước mà đa số không phải là người Hồi giáo dường như lại hòa bình khi Hồi giáo tấn công luôn có rất nhiều tham nhũng, khủng bố và ngu xuẩn. Tôi không chỉ trích đạo Hồi, nhưng những kẻ lãnh đạo thì lại đang phá hoại tư tưởng mà Hồi giáo muốn truyền đạt. Việt Nam hạnh phúc hơn Indonesia rất nhiều. Họ đã xây dựng được một đất nước được người dân ủng hộ
chẳng bao lâu nữa họ chắc chắn sẽ đuổi kịp Indonesia. Và một điều nữa khiến cho Việt Nam tiến bộ nhanh là không có bạo loạn, đó là họ đoàn kết và ghét chiến tranh, vì vậy nên bất cứ kẻ nào gây rối đều sẽ bị thù ghét và tìm cách bài trừ. Dù lý do là gì, Indonesia vẫn giàu hơn về mọi mặt, ẩm thực thì có, đồ uống đặc sản đều được. Có bao nhiêu bộ lạc ở đất nước chúng ta, mỗi người đều có những đặc điểm riêng, chúng ta giàu có hơn về mọi thứ, đừng cố khen họ khi chúng ta đang giàu hơn họ. Những cầu thủ bạo lực nhất của đội tuyển Việt Nam thích trêu chọc các cầu thủ đội tuyển Indonesia, nhưng nên nhớ, có những lúc điều đó khiến cho Indonesia phải chao đảo, dù sao thì chúng ta cũng vừa lợi họ ở Asian Cup, một cảm giác tuyệt vời. Việt Nam có những con người cần cù, không lười biếng, Indonesia có nhiều kẻ ngu ngốc, dễ bị truyền thông ảnh hưởng, tuy không phải tất cả nhưng gần như giống nhau. Người dân gặp khó khăn thì hầu như nước nào cũng có, chẳng hạn như ở Indonesia, cụ thể là Lombok, Flores và Papua. Về cơ bản là sự hạnh phúc phụ thuộc vào chính sách mà chính phủ nước bạn đang áp dụng. Vâng, đó là những nhận xét của netizen Indo về Việt Nam. Các bạn có muốn bổ sung điều gì không ạ? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận nhé. Các bạn ạ, hạnh phúc là một khái niệm khó định nghĩa bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ hài lòng, tuổi thọ, sức khỏe, giáo dục, tự do, môi trường văn hóa và cả những giá trị tinh thần. Mỗi người có thể có cái nhìn và cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Tuy nhiên, có một số chỉ số khách quan có thể được sử dụng để đánh giá mức độ hạnh phúc của một quốc gia như báo cáo hạnh phúc thế giới của Liên Hợp Quốc hay chỉ số hành tinh hạnh phúc. Theo báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2023 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp hạng 65 trên 149 quốc gia, tăng 12 bậc so với năm 2022. Báo cáo này dựa trên 6 yếu tố chính: thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ bình quân, tự do lựa chọn, lòng nhân ái và sự tham nhũng. Việt Nam được đánh giá cao về khả năng kiểm soát dịch bệnh, duy trì tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Còn theo chỉ số hành tinh hạnh phúc, Việt Nam xếp hạng 20 trên 140 quốc gia, cao hơn nhiều nước phát triển. Chỉ số này dựa trên 3 yếu tố: hạnh phúc con người, tuổi thọ bình quân cao và tiêu thụ tài nguyên ít gây tác động tới môi trường. Việt Nam được đánh giá cao về sự hài hòa với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên và sự phát triển bền vững. Từ những chỉ số trên có thể thấy rằng Việt Nam là một quốc gia hạnh phúc, ít nhất là theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, hạnh phúc cũng là một trạng thái tâm lý. Do đó, nó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi cá nhân và cộng đồng. Người Việt Nam có thể không giàu có, nhưng họ biết cách tận hưởng cuộc sống, chia sẻ niềm vui, quan tâm đến nhau và yêu quý quê hương đất nước. Người Việt Nam cũng có niềm tin vào tương lai tươi sáng khi đất nước đang phát triển mạnh mẽ, hòa bình và hội nhập quốc tế. Những điều này làm cho người Việt Nam cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Và hãy cùng chúc phúc cho Việt Nam sẽ còn vươn cao vươn xa nữa trong thời gian tới các bạn nhé. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.